Ok, bây giờ tôi... Oh my gosh, no, no. I have to do this. Yeah. Oh, look at the beautiful cloud. Từ nãy giờ tôi mãi ngồi trong xe chụp hình cho nên tôi không có chú ý là để cái máy thâu dash cam cứ thâu hoài mà tôi không có nói gì hết. Ok, tôi đang ở 1455 St. Francis Road hay Street gì không biết nữa. Oh, mây kìa, mấy mây này mây tuyệt vời, tại vì mây này không phải là mây chemtrail các bạn biết không, mây này mây gần lắm, sát nút kế mình luôn nè, nên mây này mây rất là đẹp, mây này mây tuyết, mây mưa, mây very dark cloud hả, nhưng mà nó là mây mây tốt hiểu không? À, tôi đang lái xe trên đường. Nhà tôi hồi xưa tôi ở Cali, tôi dọn qua đây, tôi cách đây khoảng 3, đằng sau đó khoảng 3 block đường đó. Là cái nhà tôi. Gì 1803 gì đó. Moore's Avenue gì đó. Rất là gần nhà thương St. Francis. Rồi đó qua đây một đứa gái, bé gái mới có mấy tháng à. Đứa bé trai mới có mấy 2 tuổi. Đúng rồi. Mình trước nó sinh năm 98, qua đây năm 2000 nha. Giờ 98. 2000 18 rồi. 98 hay 8 mới hả? Ok. 20 tuổi. Sang năm nó 21 tuổi. 98. Oh my god, I'm bad at math.
con, mình không biết nó bao nhiêu tuổi nữa. Nó sinh 21 tháng 6 năm 2018 ha. Okay, bây giờ tôi đang ở sửa soạn đến nhà mẹ tôi để lấy nước Kangen Water. Ok, nước Kangen Water là phẩm hãng Enagic.com. Ok, Enagic.com, các bạn vô đó các bạn hãy mua bằng mã số của tôi là 5128664, 5128664. Ok, nước đó uống hả, một ly nước thôi á là bằng bằng 1 ký. Ok, 1 ký blueberry. Uống một ly nước mà bằng 1 ký blueberry. That's amazing, right? Nếu không uống là có phải là dại khờ không? Ok, hỏi quý vị đó, có phải là quý vị hơi kém thông minh không? Mấy người mà MMA fighter bây giờ ai cũng mua một cái máy Kangen Water hết. Các bạn không mua là các bạn dở đó nghe. 128664. Cảm ơn các bạn đã vào và mua giúp tôi. Bye bye. Look at all the clouds. The clouds are so nearby. Amazing. Okay, I'm just very in awe with all the clouds that are so close and personable to us. Okay, whenever I see clouds that are so low, it looks like it's only a mile high up. Okay, big, big clouds. And I'm so happy. Versus, you know, when I see chemtrail clouds that are way high up in the sky, right? Bogus cloud, right? The unreal cloud. They're not correct cloud, okay? So this is just happiness for me. Good cloud, good happy. Huh. Oh, yeah. There, I'm here at my mom's house, so. Okay, I'm here. Yeah.